Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tu đạo không cần quá thông minh. Vạn Phật Thành ngày 7 tháng 5 năm 1982. Lão Tử nói, dưỡng thành đại chuyết phương vi xảo, học đáo như ngu thủy kiến kỳ. Nghĩa là, dưỡng tâm như giải là tuyệt xảo, học tới như ngây mới diệu kỳ. Mình cần học ngây ngô, song học ngây ngô không phải là chuyện dễ, bởi vì kinh nghiệm thường dạy mình rằng đừng có ngây ngô. Cho nên, nếu dưỡng tâm như khờ dại thì đó mới gọi là tinh xảo. Tu hành tức là muốn dưỡng chuyết, dưỡng tâm như kẻ khờ khạo, càng khờ càng tốt. Sao gọi là khờ? Khờ có nghĩa là hoàn toàn chẳng có vọng tưởng, không khờ thì vọng tưởng đầy rẫy. Vọng tưởng mà nhiều thì tự nhiên muốn tìm chuyện xưa, muốn biết chuyện nay, rồi muốn xen vào đủ chuyện tạp nhạp, muốn hiểu đủ thứ báo chí, tin tức lăng nhăng. Đó là những điều chướng ngại cho sự tu hành. Sự khờ khạo rốt nát chân chính là như thế nào? Tức là nhập định. Nếu nhập định thì Đông Tây Nam Bắc đều chẳng biết tới, cùng thế giới vô tranh, tự tại vô ngại. Tại sao mình không thể tự tại vô ngại được? Là bởi vì còn có lòng tranh, lòng tham, lòng cầu, lòng ích kỷ, lòng tự lợi, do đó chẳng thể tự tại được. Muốn tự tại cũng làm không được, thì đã bất mãn hiện tại, bất mãn quá khứ, bất mãn tương lai, cứ cho rằng người khác đối với mình không tốt, cho rằng mình cư xử tốt với người, tự biện hộ, tự đứng trên cương vị không thua ai cả, rằng mình là hơn người thì không thể tu đạo được. Tu đạo tức là chẳng biện hộ, chẳng giảo hoạt, chẳng nói chuyện thị phi, cho nên nói ma ha tát bất quản tha, di đà Phật các cố các, nghĩa là Đại Bồ Tát chẳng xem vào chuyện người, A-di-đà Phật ai lo chuyện ấy. Luôn luôn canh gác thân tâm, không nghĩ loạn xạ, đó tức là chân chính tu đạo. Kẻ không chân chính tu đạo thì lúc nào cũng nghĩ này nọ loạn xạ, lúc nào cũng tìm phương cách để làm lợi cho mình. Vì thế, kẻ chân chính tu hành thì phải vạn duyên phóng hạ, nhất niệm bất sanh, nghĩa là buông xả mọi chuyện, một niệm không khởi. Buông xả tất cả danh lợi, tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, không khởi ý niệm nên không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, luôn luôn tự tại, an lạc. Chân chính tự tại là gì? Tức là không khởi vọng tưởng. Nếu tới ngày cứ khởi vọng tưởng thì mình không có tự tại, tư tưởng loạn xạ của mình sẽ tới khắp cùng hư không pháp giới. Nếu không muốn tu thì chẳng cần nói làm gì, bằng nếu muốn chân chính tu hành thì đừng nghĩ loạn xạ. Hãy đem tâm mình cột chặt một chỗ, nhất tâm chuyên niệm. Hễ chuyên nhất thì mới linh ứng, hễ tâm phân tán thì trở nên u mê. Cho nên, người muốn tu thì phải biết đạo lý này vậy. Ha ha ha,